Thưa quý vị, tác giả Nguyễn Thông, ông ấy viết về cái sự tử tế. Ông viết, sống đã đầu hai thứ tóc, đang sắp chỉ còn có một màu bạc trắng hiên ngang. Phải nói rằng chưa bao giờ tôi thấy người ta thèm khát quyền lực, ham hố địa vị như lúc này. Trước kia họ còn che đậy dấu giếm để giữ gìn hình ảnh. Giờ thì cứ phơi bày ra hết, coi dân chúng như củ khoai củ ráy. Lòng tham của con người là vô cùng. Người thì tham tiền, kẻ thì tham quyền. Người tham có hạn, kẻ tham không cùng. Càng quan càng tham. Ông bà nào mà xưng xưng bảo mình rằng không ham muốn gì, làm ông nọ bà kia chỉ để có điều kiện phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân. Xạo bà cố. Nếu thực thế thì hãy từ bỏ hết tất cả những cái ưu đãi đang hưởng đi. Đừng có sơi sơn hào hải vị Cũng đừng có lên ngựa xuống xe Đừng có bác sĩ riêng, bệnh viện riêng làm gì Đừng tiền hô hậu ủng nữa Cho người ta tin vào cái tấm lòng thành thực ấy Chứ không thì phải lý luận suông Hoặc là lời đãi bôi Cứ vài ba năm tới cái kỳ bầu bán Chia ghế chia mâm Lòng tham quyền lực nó bộc lộ ra là kinh khiếp nhất Như cái chợ trời đủ mọi trò mánh bao năm nay mỗi mùa vụ như thế kết cục bao giờ cũng thành công tốt đẹp cũng sáng suốt lựa chọn được những người xứng đáng vào bộ máy cai trị chỉ có một bài diễn không bao giờ chán còn dân thì cứ ngơ ngơ mười rằm cũng ừ mà mười tư cũng gật tôi thành thực khuyên những ông bà nào mà đã dày mặt mặt dày trong cái chốn quan trường á, mà còn ham hố chức tước địa vị mà còn muốn phục vụ đất nước phục vụ nhân dân lâu hơn nữa nhiều hơn nữa đó. nhưng mà trước đó, đó khi còn ngự ở trên ghế quyền lực không làm được cái điều gì ra hồn thậm chí là để lại nhiều điều tiếng tai tiếng thì hãy tự xấu hổ mà rút lui đi thấy bảo có những ông bà bụt đất còn ráng tái cử đại biểu quốc hội thật là nật nực cười. Và nực cười hơn nữa, cái gọi là đoàn thể này nọ, nhất trí tiến cử mấy ông mấy bà ấy. Người như thế mà đại biểu cho dân, thì dân được nhờ vả cái gì? Chí ít thì hãy học như cái ông đoàn Ngọc Hải kia kìa, không làm quan nữa. Do quyết dứt áo từ quan bởi bầu không khí quan trường tẩm quá. Còn chút sức lực đi làm việc thiện, giúp người nghèo, làm những việc có ích cho xã hội, không đòi hỏi gì cho riêng mình, về làm người tử tế là phải như thế, chứ không phải lâu lâu lại ló mặt ra cho nó có vẻ tử tế, còn mặt thì vẫn đầy ám khí tham lam. Thực ra thì khuyên như thế thôi, chứ ai quân tử ai tiểu nhân ở cái xứ này, thiên hạ họ cũng rõ cả rồi.